Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị đây là một khu đất ở xã Phước Thuận, ngay Hồ Tràm. Thì chỗ này ấy, là ngay gần dự án Apex Home và dự án Golf View. Đấy. Đây là cái tòa nhà, cái nhà văn phòng của dự án Golf View quý vị này. À quên, dự án Apex Home quý vị này. Đó. Apex Home, quý vị nhìn thấy chưa ạ? Đó, Apex Home. Đó. Còn đây, ngay trước mặt quý vị đây nữa đây, là cái văn phòng của cái dự án Golf View. Đó. Đấy. Thì cái đường đường đây chính là đường ODA quý vị nha. Đường ODA chạy thẳng ra biển ạ. Thì đây, ở cái video này tôi muốn giới thiệu cho quý vị một cái lô đất diện tích gần 1000 m². Có chiều ngang là 26 m. Đây, bắt đầu từ cái chỗ bờ me đây. Đấy. Cho đến chỗ cái nán đây. Đấy, đóng cọc bê tông các thứ đầy đủ rồi quý vị nhá. Đấy, chiều ngang là 26 sâu 36. Trong đó có 100 m đất ở. 100 m đất ở rồi. Giá chào bán cho nốt này là 7 tỷ quý vị nhá. Đấy, bắt đầu từ đây. Đi thẳng xuống dưới. Lô này là hai đầu hai mặt tiền quý vị nhá. Nó có một cái mặt mặt hẻm bên hông đằng sau đít của cái lô đất này. Đó, lô đất này. Cái đường này để chia ra làm nối đi chung cho hai dự án. Đấy, kia dự án Golf View, đằng sau lưng của mình là Golf View. Thì đến một cái con đường đó. Thì đất của mình là hai đầu hai mặt tiền. Giá bán là 7 tỷ quý vị nhá. Cho gần 1000 m², trong đó có 100 m đất ở. Còn đây, trên cái đường này á, tôi có một cái video khác thì nói về một cái lô đất là ở phía trong kia thì là 2 tỷ 7, nhưng lô đất đấy là chưa có thổ cư quý vị nhá. Chưa có thổ cư thì diện tích hơn 500 m², cũng chiều sâu là 36, chiều ngang là 14. Đấy, diện tích thì nhỏ hơn một nửa so với lô đất này. Đấy. Thì một lô đất khác cũng ở đây là lô đất này. Lô đất này chính ra thành 3 mặt tiền. Diện tích là chiều ngang là 36, sâu là khoảng 45. Đấy, nó một mặt tiền đây, một mặt tiền ODA và một mặt ở bên hông này. Giá đang chào bán là 17 tỷ quý vị nhá. Thì xung quanh đây là tôi đang có 3 lô đất thì tôi sẽ có làm 3 video cụ thể luôn. Đấy, cho quý vị biết. Còn bây giờ tôi sẽ cho quý vị biết là vị trí mình đang đứng như thế nào và khoảng cách từ đây ra cái Hồ Tràm, cái ngã tư Hồ Tràm là bao xa nhé. Đây quý vị nhá, đây là vị trí mình đang đứng này. Đấy, và cái lô đất mà hai mặt tiền 1700 m² là đây quý vị này. Đó. Còn lô đất của mình là lô đất đằng sau của cái lô đất 3 mặt tiền đó. À, giá đang 7 tỷ. Đấy, bên cạnh đây là dự án Golf View. Còn đây là dự án Apex Home này, đó. Apex Home Hồ Tràm đây, đó. Đấy, và cái con đường này chính là con đường ODA, đó. Con đường ODA. Rồi, thế đường ODA nó sẽ chạy thẳng đến đây biển Hồ Tràm đây. Đó. Chỗ này là ngã tư Hồ Tràm này. Thì đây, từ đây mình sẽ ghi vị trí ra đây đi. Đó. Là khoảng bao nhiêu cây? Là 3 cây quý vị nhá. 3 cây 7. Đó. Nói chung là đi nó cũng tương đối một chút. 7 phút thôi. Cũng gần mà. Khoảng 3 cây. Đây, đi đúng đến đây. Đây tôi ghim là ra đúng đến ngã tư Hồ Tràm quý vị nhá. Còn nếu như mình đi thẳng ở đây thì nó lại khác. Đi thẳng đây thì nó khác.
Thế sơ bộ quý vị biết một cái vị trí đất như vậy nhé. Quý vị nào quan tâm đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.